Thưa quý vị, con cái là lộc trời cho, là điều mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn, và khao khát có con thì luôn là một niềm khao khát bất tận của các gia đình. Nhưng điều đó thì không phải là dễ dàng với bất cứ ai. Và đã có những cặp vợ chồng mà họ theo đuổi hành trình đi tìm kiếm con yêu của mình hàng chục năm, thế nhưng họ vẫn không hề buông bỏ. Và đó cũng chính là câu chuyện mà một cặp vợ chồng sau 23 năm chạy chữa đã chia sẻ tại sự kiện tổng kết Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2019 do Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Cũng khó khăn, cũng vất vả lắm ạ. Và em cũng đi chạy chữa khắp nơi rồi là đông tây y các kiểu cũng chẳng có kết quả gì. Còn đôi khi là nhiều lúc là về là đêm làm có thể là không ngủ được và cảm thấy nó chán nản lắm. Vì cũng là một cặp vợ chồng, nhưng người ta thì là có nghĩa là xuân sẻ mà mình sao lại bố mẹ sinh ra thì cũng là người ấy mà sao lại như thế. Thế xong là qua quyết định thì trong một thời gian thì thông tin đại chúng thì Facebook, mạng Facebook có mà cũng biết đến thông tin về bệnh viện Nam học Hiếm muộn. Thì hai vợ chồng thống nhất với nhau và cũng là chia sẻ với nhau, cùng nhau đi đến tới xuống bệnh viện Nam học Hiếm muộn. Thì là may mắn thì bây giờ cháu cũng được 11 tháng. Phấn khởi mà tự nhiên là làm cái gì cũng không biết mệt nhọc mà đã có nghị lực vươn lên. Đấy, cho nên là cái ngày xưa thì là chưa có là cáu gắt lắm. Bây giờ thì có nghĩa là cái sự cáu gắt là biến đi đâu mất ấy, nó tiêu tan hết rồi. Đấy. Đó là câu chuyện của vợ chồng anh Chính và chị Hạnh ở Yên Bái. 23 năm tìm đủ đường chạy chữa, cuối cùng anh chị cũng mới tìm được quả ngọt khi chào đón cô con gái bé nhỏ của mình cách đây 10 tháng. Với chủ đề sẻ chia hy vọng, trọn vẹn ước mơ, tại chương trình tổng kết Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2019 do Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức sáng nay, còn có nhiều trường hợp đặc biệt khác như gia đình khuyết tật, gia đình vô sinh không rõ nguyên nhân làm IVF lần đầu thành công. Chính những câu chuyện của họ đã gây không ít xúc động cho mọi người và truyền cảm hứng cho nhiều cặp vợ chồng đang mong con khác. Thưa quý vị, cũng tại chương trình thì Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội dành tặng 10 suất thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí, kinh phí là từ khoảng 70 đến 90 triệu đồng một ca cho 10 cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn. Những cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn nhưng hồ sơ không được xét duyệt 10 ca miễn phí thì bệnh viện sẽ gửi tặng voucher 5 triệu đồng giảm trừ vào chi phí khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh viện. Danh sách bệnh nhân được nhận hỗ trợ được công bố vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại website và trên fanpage Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.